Phật bảo tỳ kheo: Thế nào là tai kiếp nước? Khi tai kiếp nước bắt đầu, con người trong thế gian này đều phụng hành chính pháp, đều chính kiến, không theo tà kiến mà tu tập 10 thiện nghiệp. Sau khi tu tập thiện hành, có người đạt được đệ tam thiền không có hỷ. Thân họ có thể cất lên ở giữa hư không, an trụ thánh nhân đạo, thiên đạo, phạm đạo và lớn tiếng xướng lên rằng: Các hiền giả, sung sướng thay, đệ tam thiền không có hỷ. Lúc ấy, người thế gian nghe những lời này rồi, liền ngửa mặt lên trời nói với họ rằng: lành thay, xin vì tôi mà nói đạo của tam thiền không có hỷ. Lúc này, người ở giữa hư không nghe những lời của người kia, rồi liền nói về đạo của tam thiền không có hỷ. Sau khi người thế gian nghe nói rồi, liền tu đạo của tam thiền không có hỷ. Nên khi thân hoại mạng chung, họ được sinh về biến tịnh thiên. Bấy giờ, những chúng sinh ở trong địa ngục, sau khi tội nghiệp của họ đã mãn, thân hoại mạng chung tái sinh vào nhân gian, rồi cũng tu tập đạo của đệ tam thiền. Sau khi tu tập đạo thiền, thân hoại mạng chung được sinh về biến tịnh thiên. Những chúng sinh của các loài súc sinh, ngạ quỷ, A-tu-la, tứ thiên vương, đao lỵ thiên, diệm ma thiên, đâu xuất thiên, hóa tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm thiên, quan âm thiên, sau khi thân hoại mạng chung cũng tái sinh vào cõi nhân gian. Nếu họ cũng tu tập đạo của đệ tam thiền, khi thân hoại mạng chung, họ cũng sẽ được sinh về biến tịnh thiên. Vì nhân duyên này nên đạo địa ngục bị diệt tận, và súc sinh, ngạ quỷ, A-tu-la, tứ thiên vương, vân vân, cho đến cõi quan âm thiên cũng đều diệt tận. Vào lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục biến mất, sau đó súc sinh biến mất. Súc sinh biến mất rồi thì ngạ quỷ biến mất. Ngạ quỷ biến mất rồi thì A-tu-la biến mất. Khi A-tu-la biến mất rồi thì tứ thiên vương biến mất. Khi tứ thiên vương biến mất rồi thì đao lỵ thiên biến mất. Khi đao lỵ thiên biến mất rồi thì diệm ma thiên biến mất. Diệm ma thiên biến mất rồi thì đâu xuất thiên biến mất. Khi đâu xuất thiên biến mất rồi thì hóa tự tại thiên biến mất. Khi hóa tự tại thiên biến mất rồi thì tha hóa tự tại thiên biến mất. Khi tha hóa tự tại thiên biến mất rồi thì phạm thiên biến mất. Khi phạm thiên biến mất rồi thì quan âm thiên biến mất. Khi quan âm thiên biến mất, sau đó thì loài người hoàn toàn biến mất. Sau khi loài người hoàn toàn biến mất, thế gian này hủy diệt. Như thế là hoàn thành tai kiếp. Rất lâu sau đó, rất lâu, có đám mây đen lớn bạo khởi, trên cho đến biến tịnh thiên, mưa khắp mọi nơi, mưa xuống hoàn toàn là nước nóng. Thứ nước này sôi sục, đun nấu thiên hạ, làm cho các cung điện cõi trời thảy đều bị tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống như đặt dầu bơ vào trong lửa, thảy bị chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì. Cung điện Quan Âm Thiên cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phạm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tầm con đường giải thoát vượt khỏi thế gian. Sau đó, mưa này lại xâm phạm đến cung điện cõi trời Phạm Ca Di, cũng đun chảy tiêu hết, không sót thứ gì, giống như dầu bơ đem đặt vào trong lửa, không còn sót thứ gì, thì cung điện Phạm Ca Di lại cũng như vậy. Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến các cung điện Tha Hóa Tự Tại Thiên, Hóa Tự Tại Thiên, Đâu Xuất Thiên, Diệm Ma Thiên,
cũng bị đun chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì. Giống như dầu bơ đem đặt vào trong lửa, không còn sót thứ gì, thì các cung điện chư thiên lại cũng như vậy. Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến bốn châu thiên hạ cùng tám vạn thiên hạ. Các núi, núi lớn, Tu Di Sơn Dương cũng đều bị đun nấu tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống như dầu bơ đem đặt vào trong lửa, đều bị nung chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì. Những thứ này lại cũng như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phạm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tẩm. Hãy nên tầm con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. Sau đó, nước này đã đun nấu đại địa, không còn sót gì nữa rồi, thì nước bên dưới đất cũng hết, gió bên dưới nước cũng hết. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phạm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tẩm. Hãy nên tầm đạo giải thoát, vượt khỏi thế gian. Phật bảo Tỳ kheo: sự nung chảy tiêu tận ngang đến cung điện biến tịnh thiên này, ai là người có thể tin? Chỉ có ai thấy mới có thể biết mà thôi. Từ cung điện Phạm Ca Di bị nung chảy tiêu hết, cho đến nước bên dưới đất cũng hết, gió bên dưới nước cũng hết, ai là người có thể tin? Chỉ có ai thấy mới có thể biết mà thôi. Đó là tai họa do nước. Thế nào là sự phục hồi của tai kiếp nước? Sau đó một thời gian rất lâu, xuất hiện đám mây đen lớn bao phủ khắp hư không, lên đến cõi biến tịnh thiên. Mưa khắp nơi, những giọt nước mưa như bánh xe. Mưa kéo dài vô số trăm nghìn vạn năm như vậy. Nước mưa này lớn dần dần cho đến cõi biến tịnh thiên. Có bốn loại gió lớn giữ nước này lại một chỗ, đó là: một là trụ phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố. Sau đó, nước này vơi giảm vô số trăm nghìn do tuần. Bốn mặt gió lớn nổi dậy, gọi là tăng già. Thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, rồi bị gió thổi lìa khỏi mặt nước bắn lên không trung. Và tự nhiên, chúng biến thành cung điện Quan Âm Thiên, trang sức bằng bảy báu. Vì nhân duyên này mà có cung điện Quan Âm Thiên. Khi nước kia vơi giảm dần cho đến vô số trăm nghìn do tuần, gió tăng già thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, rồi bị gió thổi liệt khỏi mặt nước bắn lên không trung, và tự nhiên chúng biến thành cung điện Phạm Ca Di, trang sức bằng bảy báu, như đã kể, cho đến nước biển có cùng một vị mặn đắng, cũng như lúc tai họa do lửa phục hồi, đó là tai kiếp nước. Phật bảo Tỳ kheo: thế nào là tai kiếp gió? Khi tai kiếp gió bắt đầu khởi, con người trong thế gian này đều phụng hành chính pháp, đều chính kiến, không theo tà kiến mà tu tập 10 thiện nghiệp. Khi tu tập hành vi thiện, có người đạt được đệ tứ thiền, giới xả và niệm thanh tịnh. Họ ở giữa hư không, trụ vào thánh nhân đạo, thiên đạo, phạm đạo và lớn tiếng xướng lên rằng: các hiền giả nên biết, sung sướng thay, đệ tứ thiền, giới xả và niệm thanh tịnh. Sung sướng thay, đệ tứ thiền, giới xả và niệm thanh tịnh. Lúc ấy, người thế gian nghe những lời này rồi, liền ngửa mặt lên trời, nói với họ rằng: lành thay, xin vì tôi mà nói về đạo của tứ thiền, giới xả và niệm thanh tịnh. Lúc này, người ở giữa hư không nghe những lời của người kia, rồi liền nói về đạo của tứ thiền. Sau khi người thế gian nghe nói rồi,
liền tu đạo của tứ thiền, nên khi thân hoại mạng chung, được sinh về quả thật thiên. Bấy giờ, những chúng sinh ở trong địa ngục, sau khi tội nghiệp đã mãn, thân hoại mạng chung, tái sinh vào nhân gian, rồi cũng tu tập đạo của đệ tứ thiền. Sau khi tu tập đạo thiền, thân hoại mạng chung, tái sinh về quả thật thiên. Còn những chúng sinh của các loài súc sinh, ngạ quỷ, Atula, tứ thiên vương, cho đến biến tịnh thiên, sau khi thân hoại mạng chung, cũng sẽ tái sinh vào cõi nhân gian. Nếu cũng tu tập đạo của đệ tứ thiền, khi thân hoại mạng chung, cũng sẽ tái sinh về quả thật thiên. Vì nhân duyên này, nên đạo địa ngục được diệt tận, và súc sinh, ngạ quỷ, Atula, tứ thiên vương, vân vân, cho đến cõi biến tịnh thiên cũng đều diệt tận. Vào lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục diệt tận, sau đó súc sinh diệt tận. Súc sinh diệt tận rồi thì ngạ quỷ diệt tận. Khi ngạ quỷ diệt tận rồi thì Atula diệt tận. Khi Atula diệt tận rồi thì tứ thiên vương diệt tận. Khi tứ thiên vương diệt tận rồi, như vậy lần lượt cho đến biến tịnh thiên diệt tận. Khi biến tịnh thiên diệt tận rồi, sau đó con người bị diệt tận không còn sót. Khi con người đã bị diệt tận không còn sót, thì thế gian này bị tan hoại. Thế là hoàn thành tai kiếp. Rất lâu sau đó, có gió lớn nổi lên, tên là Đại Tăng Già, vân vân, cho đến quả thật thiên. Gió lan khắp mọi nơi, thổi cung điện biến tịnh thiên, Quan Âm thiên, khiến cho các cung điện va chạm nhau tan vỡ ra thành phấn bụi. Giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều dở dụng không còn gì hết, thì hai cung điện va chạm nhau cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tầm đạo giải thoát, vượt khỏi thế gian. Sau đó, gió này thổi cung điện Phạm Ca Di Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Các cung điện va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, không còn gì hết. Giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ, không còn gì hết. Thì hai cung điện va chạm nhau cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tầm đạo giải thoát, vượt thế gian. Sau đó, gió này thổi cung điện Hóa Tự Tại Thiên, Đâu Xuất Thiên, Diệm Ma Thiên. Các cung điện này va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, không còn lại gì hết. Giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ vụng không còn gì hết. Thì những cung điện này va chạm nhau không còn gì hết cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tầm con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. Sau đó, gió này thổi bốn thiên hạ, cùng tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, tu di sơn dương, đem đặt giữa hư không, cao trăm nghìn cho tuần. Những ngọn núi này va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, giống như lực sĩ tay cầm vỏ trấu nhẹ rải vào không trung. Thì tứ châu thiên hạ, tu di, các núi này vỡ vụn, phân tán ra cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tìm con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. Sau đó, gió thổi sạch đại địa,
nước bên dưới đất hết, gió bên dưới nước hết. Cho nên phải biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, nên tầm con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. Phật bảo tỳ kheo, khi hai cung điện Biến Tịnh Thiên và Quan Âm Thiên va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi. Ai là người có thể tin? Chỉ có độc nhất người thấy mới có thể biết mà thôi. Như vậy, cho đến nước bên dưới đất hết, gió bên dưới nước hết, ai là người sẽ tin? Chỉ có độc nhất người thấy mới có thể biết mà thôi. Đó là tai kiếp gió. Thế nào là sự phục hồi của tai kiếp? Sau một thời gian rất lâu, xuất hiện đám mây đen lớn bao phủ khắp hư không, lên đến cõi quả thật thiên. Rồi mưa xuống khắp nơi, những giọt nước mưa như bánh xe, mưa kéo dài vô số trăm nghìn vạn năm. Nước này lớn dần cho đến quả thật thiên. Lúc bấy giờ, có bốn loại gió lớn giữ nước này lại một chỗ. Những gì là bốn? Một là trụ phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố. Sau đó, nước này dần dần rút xuống vô số trăm nghìn do tuần. Bốn phía mặt nước gió lớn nổi dậy, gọi là tăng già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại. Bị gió thổi lìa khỏi mặt nước bắn lên không trung, và tự nhiên chúng biến thành cung điện Biến Tịnh Thiên, được trang sức bằng bảy báu, xen lẫn các loại tạp sắc. Vì nhân duyên này mà có cung điện Biến Tịnh Thiên. Khi nước kia rút dần cho đến vô số trăm nghìn do tuần, thì gió tăng già kia thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại. Bị gió thổi lìa khỏi mặt nước bắn lên không trung, và tự nhiên chúng biến thành cung điện Quan Âm Thiên, được trang sức bằng bảy báu, xen lẫn các loại tạp sắc, vân vân, cho đến nước biển có cùng một vị mặn đắng, cũng như đã nói về tai kiếp lửa. Đó là tai kiếp gió, đó là ba tai kiếp, và là